VNPT e-learning, giải pháp toàn diện hỗ trợ nhà trường triển khai hiệu quả học tập và đánh giá trực tuyến. Học mọi lúc mọi nơi trên nhiều thiết bị, tương tác đa chiều giữa thầy cô và học sinh, hỗ trợ giáo viên, cha mẹ theo dõi tiến trình học của học sinh, xuất báo cáo tự động theo nhu cầu, sử dụng dễ dàng, hỗ trợ 24/7. Sản phẩm của VNPT, hotline 1800 1260. VNPT hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Kính chào quý vị khán giả, đây là chương trình Quốc gia số phát sóng vào sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới đã công bố báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm nay và Việt Nam đã tiếp tục duy trì được thứ hạng cao, đạt được năm 2019 khi xếp hạng thứ 42 trên 131 quốc gia và nền kinh tế, giữ vững vị trí số 1 trong nhóm 29 quốc gia có cùng mức thu nhập và đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. So với năm 2019, chỉ số về sản phẩm sáng tạo tăng 9 bậc, chỉ số hợp tác viện trường, doanh nghiệp tăng 10 bậc, chỉ số công bố bài báo khoa học và kỹ thuật tăng 13 bậc, năng lực hấp thụ tri thức tăng 13 bậc. Đáng chú ý, chỉ số giá trị thương hiệu toàn cầu lần đầu tiên được sử dụng để đánh giá xếp hạng cũng ghi nhận kết quả tốt của Việt Nam khi đứng ở vị trí thứ 19. Sự tăng hạng của các chỉ số quan trọng đã cho thấy hiệu quả của việc sử dụng chỉ số đổi mới, sáng tạo toàn cầu như một công cụ quản lý điều hành quan trọng của chính phủ. Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức khởi động cổng dữ liệu quốc gia tại địa chỉ data.gov.vn. Cổng dữ liệu quốc gia sẽ là điểm đầu mối truy cập thông tin, dữ liệu trên mạng Internet, phục vụ việc công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước, cung cấp các tài liệu, dịch vụ, công cụ, ứng dụng xử lý, khai thác dữ liệu được công bố bởi các cơ quan nhà nước. Người dân, doanh nghiệp và cộng đồng sẽ có điều kiện khai thác dữ liệu của cơ quan nhà nước để phục vụ nghiên cứu, học tập, sáng tạo sản phẩm. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đây mới chỉ là bước khởi đầu. Cổng dữ liệu quốc gia cần tiếp tục hoàn thiện, tích hợp với các hệ thống khác để hình thành hạ tầng dữ liệu quốc gia. VNPT vừa giới thiệu kênh bán hàng trực tuyến đầu tiên dành cho khách hàng tổ chức doanh nghiệp. Khi truy cập website smi.vnpt.com.vn, người dùng có thể lựa chọn nhiều dịch vụ cần thiết cho tổ chức và doanh nghiệp như chữ ký số VNPT CA, bảo hiểm xã hội VNPT bảo hiểm xã hội và hóa đơn điện tử VNPT Invoice. Đặc biệt khi đăng ký các gói dịch vụ trên website này, khách hàng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi so với việc đăng ký từng dịch vụ đơn lẻ. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với nội dung chính của ngày hôm nay. Như quý vị có thể thấy ở đây, hàng đống hóa đơn, giấy tờ, chất đống. Đây có lẽ là điều gây lo lắng cho không ít người, đặc biệt là đối với những ai làm trong lĩnh vực tài chính hay là kế toán. Thật là mệt mỏi khi phải tìm kiếm rồi xử lý đống hóa đơn này, tiêu tốn nhân lực và thời gian, rồi cả chi phí khi phải lưu trữ hóa đơn trong nhiều năm, phải không ạ? Trong thời đại công nghệ, thì hóa đơn điện tử sẽ mang đến nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, tổ chức và các cơ quan quản lý. Việc chuyển đổi từ giao dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử sẽ là yêu cầu tất yếu của một hệ thống thương mại hiện đại và minh bạch. Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm tới 80% chi phí in ấn, phát hành hóa đơn, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Công tác gửi nhận hóa đơn cho khách hàng được thực hiện một cách tiện lợi, chỉ vài cú nhấp chuột. Người mua hàng sẽ nhận được hóa đơn dù ở bất cứ nơi nào chỉ cần có Internet. Khác với hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử là loại hóa đơn không thể làm giả, cũng khó có thể xảy ra các sai sót thường gặp khi viết hóa đơn, như viết sai tên người mua hàng, sai địa chỉ, sai mã số thuế, sai đơn giá. Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, cơ bản các thủ tục hành chính thuế của doanh nghiệp cũng được thực hiện điện tử, giúp giảm thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế. Khi toàn bộ doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử, thì ngành thuế sẽ có hệ thống cơ sở dữ liệu về hóa đơn, từ đó có thể phục vụ hiệu quả cho công tác thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế, phân tích rủi ro doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh. Thấy rõ lợi ích của hóa đơn điện tử thì ngày càng có nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử trong các hoạt động của mình. Tại nhiều tỉnh thành, các cục thuế địa phương cũng khuyến khích các đơn vị trên địa bàn sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Câu chuyện được ghi nhận tại tỉnh Thái Nguyên. Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Thái Nguyên, mỗi ngày có hàng trăm lượt bệnh nhân đến khám và điều trị.
Trước đây, bệnh viện phải để riêng rất nhiều phòng để làm kho lưu trữ hóa đơn. Mỗi lần tìm kiếm hóa đơn cũ, tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Không những vậy, còn tốn nhân lực để quản lý. Từ khi bắt đầu áp dụng hóa đơn điện tử vào hoạt động thu dịch vụ khám chữa bệnh, bệnh viện đã giảm tải được ít nhất một nửa chi phí in ấn và xuất hóa đơn mỗi năm. Khi mà chúng tôi áp dụng hóa đơn điện tử thì cũng tiết kiệm về thời gian. Vì khi là chúng tôi sử dụng hóa đơn giấy thì chúng tôi lại phải mất cái thời gian mà in cái thông tin bệnh nhân trên hóa đơn giấy, ký đóng dấu và gửi cho bệnh nhân. Thì hiện tại bây giờ chúng tôi không phải mất cái giai đoạn này nữa, mà bệnh nhân có thể truy cập vào trang web của bệnh viện thiết kế riêng cho việc tra cứu hóa đơn điện tử. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 2.000 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, chiếm hơn 40% doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương. Với nhiều lợi ích mang lại, không chỉ các doanh nghiệp lớn mà ngày càng nhiều doanh nghiệp nhỏ cũng đã tiếp cận và sử dụng hóa đơn điện tử. Thống kê của Cục Thuế Thái Nguyên cho thấy, riêng năm 2019, trên địa bàn đã có khoảng 6 triệu hóa đơn điện tử được sử dụng, chiếm khoảng 60-70% tổng lượng hóa đơn sử dụng. Hóa đơn điện tử giúp cho cơ quan thuế tiết kiệm được thời gian trong cái việc đối chiếu hóa đơn điện tử. Và trong cái việc đối chiếu này thì chúng tôi kịp thời ngăn chặn được cái tình trạng sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích hay là những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giả và tạo được môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp. Thời gian tới, Cục Thuế Thái Nguyên sẽ phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục triển khai mở rộng việc sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế. Từ đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp và xây dựng chính quyền điện tử. Là doanh nghiệp tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam, tập đoàn VNPT đã xây dựng và phát triển giải pháp hóa đơn điện tử VNPT Invoice, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại và bảo mật. Giải pháp này cho phép khách hàng kết nối nhanh chóng với các phần mềm có sẵn của doanh nghiệp như phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán, v.v. Như vậy mà quá trình xuất hóa đơn diễn ra nhanh chóng và thuận tiện. Đặc biệt, khi sử dụng VNPT Invoice thì doanh nghiệp sẽ được lưu trữ miễn phí dữ liệu hóa đơn trong 10 năm. Mới đây, giải pháp VNPT Invoice cũng đã giành được giải vàng tại hạng mục giải thưởng đột phá về quản lý tài chính tại Stevy Awards châu Á-Thái Bình Dương năm 2020. Phát hành nhanh, tương thích với các phần mềm sẵn có của doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, dễ dàng tìm kiếm, an toàn, bảo mật là những ưu điểm được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao khi sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử VNPT Invoice. Là đơn vị đầu tiên đưa dịch vụ hóa đơn điện tử ra thị trường năm 2013, đến nay, dịch vụ hóa đơn điện tử của VNPT đã được triển khai rộng khắp trên cả nước. Khoảng 40.000 tổ chức, doanh nghiệp đã áp dụng giải pháp này trong nhiều lĩnh vực khác nhau như xăng dầu, điện lực, nước sạch, hệ thống bán lẻ, ngân hàng, với gần 1 tỷ hóa đơn đã được đăng ký phát hành. Hệ thống dịch vụ hóa đơn điện tử được triển khai trên các IDC, các trung tâm dữ liệu Internet của VNPT thì đang đạt tiêu chuẩn tier 3. Ngoài ra thì có cái phần phát triển phần mềm của vận hành bảo mật của VNPT thì theo tiêu chuẩn là ISO 27001. Hệ thống khách hàng khi sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử của VNPT thì được lưu trữ 10 năm để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Bộ Tài chính và Cơ quan Thuế ban hành, đảm bảo backup định kỳ thường xuyên để làm tránh tuyệt đối những việc mất mát dữ liệu cho khách hàng. Theo VNPT, giải pháp VNPT Invoice có thể đáp ứng được hàng triệu giao dịch xuất hóa đơn trong ngày. Thực tế, hệ thống đã cung cấp cho khách hàng của VNPT ngày cao điểm xuất tới 7 triệu hóa đơn một ngày. Đồng thời, hệ thống có khả năng tích hợp linh hoạt với nhiều phần mềm khác nhau từ lĩnh vực giáo dục, y tế, điện nước, viễn thông, logistics, cảng, hàng không, siêu thị. Trong thời gian tới, theo định hướng của VNPT, thì chúng tôi sẽ đóng gói sản phẩm hóa đơn điện tử với những sản phẩm dịch vụ mà chúng tôi đã xây dựng để cung cấp cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Đối với dịch vụ hóa đơn điện tử, quá trình sử dụng dịch vụ mà cần được support là rất cần thiết. Chính vì vậy chúng tôi đã đầu tư xây dựng đội ngũ kỹ thuật cũng như là việc hỗ trợ 24/7 cho bất cứ khách hàng ở nơi đâu trên toàn quốc. Áp dụng hóa đơn điện tử sẽ đảm bảo lợi ích của cả ba bên, doanh nghiệp, cơ quan thuế, các nhà cung cấp dịch vụ trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ, đây chính là mảnh đất khẳng định thế mạnh của doanh nghiệp, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng và yêu cầu pháp lý của cơ quan thuế. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Quốc gia số ngày hôm nay. VNPT hân hạnh đồng hành cùng chương trình.